Tiếp tục dòng chảy tin tức thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị, không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc men, vật tư, sinh phẩm y tế. Nếu ai không dám làm thì hãy xin nghỉ, đứng sang một bên. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính được nhấn mạnh trong phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 mới đây. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng thiếu thuốc, vật tư hay vướng trong việc mua sắm đấu thầu khiến cho nhiều bệnh viện ở tuyến từ trung ương đến địa phương đều trong cảnh là thiếu trước hụt sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua thì nhiều đại diện lãnh đạo ở các bệnh viện đã lên tiếng về vấn đề này. Là bệnh viện tuyến cuối thuộc hạng đặc biệt ở phía Nam, bệnh viện Chợ Rẫy nhiều năm qua vẫn phải gồng gánh trên vai nhiều cái khó, gây ảnh hưởng lớn đến công tác điều trị, khám chữa bệnh. Dù đã không ít lần lên tiếng trong các kỳ họp, nhưng theo lãnh đạo bệnh viện cho biết, hơn 8 tháng trôi qua kể từ khi có phản hồi đầu tiên, vẫn chưa có thay đổi nào về chính sách để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế. Bệnh viện vẫn phải tự mình loay hoay với công tác mua sắm, đấu thầu. Rất có thể thời gian tới, bệnh viện không còn đủ máy cho bệnh nhân chụp chiếu. Do thiết bị là có nhiều cái tính năng yêu cầu kỹ thuật và tương ứng với từng cái tính năng yêu cầu kỹ thuật đó, thì là giá cả cùng một cái thiết bị nó sẽ khác nhau. Thứ hai nữa là cái việc mà mua sắm một số cái thiết bị đặc thù mang cái tính công nghệ cao, như hiện nay xạ trị, máy xạ trị thì mình chỉ có hai nhà sản xuất trên thế giới như là Elekta và Varian thôi, cũng khó khăn. Và cái thứ ba nữa là một số cái thiết bị đặc thù thì cái nhà phân phối ở Việt Nam nó cũng rất là hạn chế. Theo quy định, các linh kiện máy móc cao cấp như máy xạ trị, máy CT hỏng thì buộc phải mua đúng loại hãng đó mới sử dụng được. Tuy nhiên, nếu ghi rõ là mua linh kiện của hãng cụ thể, sẽ bị coi là vi phạm chỉ định thầu. Trong khi cơ cấu giá viện phí không có tính khấu hao, bệnh viện tự chủ từ năm 2009 đến nay, các đời máy đều đã cũ, không có tiền mua máy mới. Để có máy phục vụ người bệnh, bệnh viện buộc phải dùng máy đặt, máy mượn. Nhưng cơ chế này cũng liên tục bị tuyết còi. Có thể là chúng tôi chưa làm đúng, nhưng máy đặt máy mượn chưa đúng. Nhưng trong giai đoạn này, chưa cơ cấu vào giá thì vẫn phải cho mượn. Chờ tới khi xây dựng giá đầy đủ các mẫu giá thì lúc đó mới bỏ cái hình thức mượn đi. Còn nếu như bây giờ nói là không mượn được, toàn bộ bệnh viện đóng cửa. Đề nghị bổ sung một chương riêng, riêng sau về đấu thầu mua sắm phục vụ cho công tác mua sắm trong y tế. Cái thứ hai là khẩn trương ban hành cái chi tiết về liên danh liên kết và xã hội hóa trong y tế. Tại vì bác sĩ đi học về mà không có máy thì 1-2 năm là người ta lục nghề ngay, và hoặc là người ta sẽ ra y tế tư. Những vướng mắc liên quan đến cơ chế tự chủ kiểu nửa vời, kéo theo đó là những khó khăn do thiếu máy móc, thuốc và vật tư y tế, đang là những vấn đề khiến hầu hết các bệnh viện công ở thành phố này phải lao đao, phải tự mình gồng gánh, đắp đổi qua ngày. Và tất nhiên, thiệt thòi nhiều nhất vẫn là những bệnh nhân nghèo. Đã 8 năm trôi qua thì hầu hết là máy chủ và các thiết bị lưu trữ trang bị lần đó cũng đã hết khấu hao, không được đồng bộ, làm cho cái hệ thống bị phân mảnh và không phát huy được hết tài nguyên. Chúng tôi phải dè sẻn từng chút, thậm chí là phải tận dụng lại những cái máy cũ đã là tận dụng đến mức tối đa. Nghe nói Bộ Y tế và các bộ ngành thì nói là sớm đẩy nhanh cái lộ trình, nhưng mà lỗi hẹn cũng năm này tới năm kia thì cũng chưa tính cơ cấu vào thì cơ sở khó khăn. Mà cái này thì thuộc thẩm quyền của Trung ương chứ không phải là của Sở Y tế làm được. Nhiều đề xuất đã được đưa ra, nhưng những vướng mắc do bất cập trong chính sách, quy định có được kịp thời sửa đổi hay không thì vẫn là một câu hỏi lớn. Mới đây, tại phiên thảo luận luật đấu thầu sửa đổi trong lĩnh vực y tế, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng đã một lần nữa khẳng định, dự thảo luật đấu thầu sửa đổi chỉ nói về đấu thầu thuốc là chưa đủ, cần phải bổ sung một chương riêng đối với đấu thầu y tế, do đây là lĩnh vực chuyên sâu rất cao. Bên cạnh đó, cần phải xem vật tư y tế là hàng hóa đặc biệt vì liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Mua sắm trang thiết bị y tế chậm, giải ngân vốn đầu tư công chậm, đây là một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Ngoài những vướng mắc về mặt cơ chế chưa theo kịp thực tiễn, thì Đảng, Nhà nước cũng đã có những quy định khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, ai không chịu làm thì đứng sang một bên cho người khác làm. Tuy nhiên, căn bệnh sợ trách nhiệm dường như vẫn âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộ. Không có công nhân làm việc, máy móc dừng hoạt động,
là hình ảnh của dự án trường chính trị tỉnh Phú Yên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng mức dự án là 196 tỷ. Khối lượng đã đạt là 70%, nhưng mới có 78 tỷ đồng được giải ngân. Nếu không cấp đủ vốn, sẽ khó hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm nay. Giải ngân thực hiện một số dự án thì tập trung ở phần lớn là nguồn vốn ngân sách tỉnh thông qua nguồn thu từ tiền bán quyền sử dụng đất. Nhưng là hiện nay nguồn bán quyền sử dụng đất của tỉnh là rất là hạn chế, chi thu được khoảng tầm 13% trên cái tổng số dự toán thu. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phú Yên, năm 2022, đơn vị này phải giải ngân 1.900 tỷ đồng cho các dự án, phần lớn dùng từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Chính nguyên nhân bán quyền sử dụng đất chậm nên đến tháng 9, 2022, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 35%. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Phú Yên mà xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước. Nhất là thời gian vừa qua, hàng loạt quan chức các địa phương bị bắt tạm giam, khởi tố do liên quan đến sai phạm đất đai. Pháp luật chúng ta về đấu giá quyền sử dụng đất là chúng ta đang bỏ ngỏ, chúng ta đang chưa có quy định chặt chẽ. Cho nên cũng là một vấn đề sinh ra là tâm lý là địa phương cũng lo ngại, cũng muốn là chờ cái nghị định nó ban hành thật sớm để còn lấy cái cơ chế đấy để triển khai thực hiện, tránh cái vướng mắc. Theo tôi cũng là chủ yếu là do cái tâm lý ngần ngại của địa phương. Có cán bộ tâm sự rằng thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử, thì có hai nguyên nhân chính. Đó là chưa có sự đồng bộ của hệ thống pháp luật đối với vấn đề này thì áp dụng luật này thì đúng, nhưng khi thanh tra kiểm tra kiểm toán điều tra thì lại sai. Áp dụng vào thời điểm này thì đúng, nhưng sau đó kiểm tra thời điểm khác thì lại sai. Thực tế cho thấy, ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, dù ban hành hàng ngàn bộ luật cũng không thể lấp hết các lỗ hổng trong thực tiễn. Điều quan trọng là cần sự dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Thế nhưng thời gian qua, xuất hiện một dịch bệnh đã âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộ các cấp và len lỏi trong mỗi người, gây nguy cơ cho sự phát triển của đất nước. Đó là bệnh sợ trách nhiệm. Vấn đề này đã được đại biểu Quốc hội lên tiếng ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Vì nguyên nhân gì mà cán bộ, kể cả cán bộ giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu lại sợ trách nhiệm? Có những người khi thực hiện nhiệm vụ đúng căn cứ, đúng quy định pháp luật nhưng luôn sợ và không quyết định những vấn đề mà chỉ vì mục đích an toàn cho mình. Sợ làm dẫn đến sai, né tránh, thủ thế chờ hết nhiệm kỳ là tình trạng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Do vậy, năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 14 về khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Và rất cần sớm cụ thể hóa kết luận này thành luật để giúp cán bộ đảng viên có cơ sở để năng động, sáng tạo mà không sợ đang đi trên một lằn ranh rất mong manh giữa đúng và sai. Đó cũng là cơ sở quan trọng để chúng ta sàng lọc, loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ đang mắc căn bệnh sợ trách nhiệm. Những cá nhân dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung từ xưa đến nay không phải là ít. Họ là những người được nhắc tới như những tấm gương sáng trong việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu với cơ quan, đơn vị, với thế hệ trẻ hay với chính vận mệnh của đất nước. Gần đây cũng xuất hiện một trường hợp như vậy, đó là trường hợp của bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đã tự nguyện xin thôi bổ nhiệm lại để nhường vị trí cho thế hệ sau mình có cơ hội được phát triển. Bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, giai đoạn 2017-2022. Theo quy định, bác sĩ Khánh vẫn còn đủ thời gian và điều kiện để bổ nhiệm lại chức viện trưởng. Thế nhưng, vì sự phát triển của viện cũng như sự phát triển của thế hệ trẻ, ông đã từ quan để giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh làm viện trưởng thay mình. Bởi nếu bác sĩ Bạch Quốc Khánh tiếp tục được bổ nhiệm lại và làm việc đến khi về hưu, tức gần 3 năm nữa, thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh sẽ không còn đủ tuổi công tác theo quy định để bổ nhiệm chức viện trưởng. Trong khi nhiều năm trước, Đảng ủy, Ban lãnh đạo viện đã có quy hoạch nhân sự lãnh đạo có tầm nhìn đến 10 năm. Từ đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ kế cận. Đây cũng chính là truyền thống của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tôi với cả Phó giáo sư Thanh ấy, là hai cái người rất là thân thiết với nhau từ cả đến 20 năm nay rồi. Mọi người đều biết rằng là khi mà hai người đã rất là thân nhau như vậy thì về trong cái định hướng với cả trong tất cả mọi câu chuyện khác ấy,
nó vẫn không ít có những cái sự thay đổi. Tất nhiên là nó sẽ có những cải tiến bởi vì là cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Và cái thứ hai nữa là mình vẫn ở đây thì cái việc bàn giao cũng như cái việc chuyển giao tất cả các thứ nó sẽ trở nên tốt hơn. Xin quay trở lại trưởng khoa để làm chuyên môn. Bác sĩ Khánh đã nhận được sự ủng hộ, thông cảm của gia đình. Tuy nhiên, với đồng nghiệp, bạn bè thì là dấu hỏi lớn. Bởi hiện nay, tình trạng chạy chức, chạy quyền diễn ra không phải là ít. Do đó, ông nhận điện thoại của bạn bè thắc mắc. Trong 10 người thì có đến 9 người đều hỏi có dính phốt gì không mà phải từ chức. Cái chuyện mà một cái người lãnh đạo một cái bệnh viện trung ương mà qua cái giai đoạn vừa rồi mà không có tội lỗi gì cả thì nó cũng không phải là bình thường. Rồi thì có rất là nhiều những cái chuyện không vui xảy ra trong cả ngành y tế từ cấp trung ương cho đến địa phương. Thì cái chuyện mà mọi người nghĩ rằng là mình có vấn đề gì đấy cho nên mình mới xin không tái bổ nhiệm lại nữa là cái chuyện nó cũng dễ hiểu. Bây giờ ấy thì nó cũng có một cái nó cũng hơi đặc biệt ở cái xã hội Việt Nam của chúng ta là mọi người thường là cứ hay nghĩ những cái chuyện tiêu cực hơn là nghĩ đến cái chuyện tích cực. Rời vị trí lãnh đạo đơn vị đồng nghĩa với việc bác sĩ Khánh có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình để được nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, giảng dạy. Rất là vui bởi vì bây giờ mình có đi đâu, mình có đi công tác hoặc là đi nghỉ hoặc đi bất kỳ một công việc gì đấy thì không bị gọi nữa. Và cái thứ hai nữa là mình đi mình không bị sốt ruột là phải đi về. Và tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã đặt những cái lợi ích của cái đơn vị, lợi ích của cái tập thể và lợi ích của người bệnh lên trên hết ấy, thì cái việc mà chúng ta xác định cái thời điểm mà mình dừng ấy, nó cũng rất là dễ và nó cũng rất là đơn giản. Ngày 3 tháng 10, 2022, bác sĩ Bạch Quốc Khánh nhận quyết định làm trưởng khoa điều trị hóa chất từ tân viện trưởng Nguyễn Hà Thanh. Bác sĩ Khánh thấy vui và thoải mái khi trở lại nơi mình đã gắn bó nhiều năm và hàng ngày vẫn tiếp tục được khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Vâng, có thể thấy mọi cán bộ, đảng viên trước hết cần phải tự nhận thấy được ý nghĩa của quy định để có được nhận thức đúng đắn trong cách hành xử. Và nếu không đủ phẩm chất, năng lực, không hoàn thành được nhiệm vụ mà đảng giao thì cần phải dừng lại để nhường ghế cho người khác. Đó vừa là văn hóa, vừa là sự tự trọng của mỗi đảng viên. Cũng đã đến lúc nên coi từ chức, nhường ghế trong cán bộ đảng viên là chuyện bình thường trong công tác cán bộ và là văn hóa công sở. Và khi việc từ chức, nhường ghế trở thành bình thường thì cũng sẽ giảm bớt tư tưởng làm quan là ăn trên ngồi trước mà sẽ trở về đúng vị trí phụng sự nhân dân và đất nước. Đồng thời cũng là thực hiện trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo, người đảng viên theo đúng quy định của đảng. Đến đây chúng tôi xin được khép lại nội dung của chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.